đúng nhất ý. Mày phải là đứa cho gan. Nhà này không chứa mấy cái đứa vô ơn, không biết đến anh đến em là gì ý. Biết cái gì mà biết. Thằng Ngọc nó là con của bà đấy. Bà là mẹ nó, bà mang nặng đẻ đau ra nó đấy, bà có biết không? Nga, mày làm như vậy mà coi được à? Thằng Ngọc đã vất vả cả đời nuôi mày khôn lớn, trả hết nợ mẹ đến nợ con cho mày. Bây giờ nó cần cái gan, lẽ ra mày phải xung phong hiến gan cho nó mới phải chứ. Giờ con đứng đây, đúng nhất đi, mày phải là đứa cho gan. Bởi vì vì mày mà thằng Ngọc phải bán nhà bán cửa đó. Nhà nhà hoài sao ai nhắc tới cái nhà vậy? Nhà nhiêu thì tôi bán thằng tôi trả lại nữa, khỏi nói nữa. Mày im ngay, không ai cần mày bán thằng hết, chỉ cần mày hiến gan cho thằng Ngọc thôi. Khổ thân thằng Ngọc ấy, bị thằng em báo hại suốt cả cuộc đời, bây giờ thấy anh chết mà không cứu. Cô làm gì cô giữ cho? Cô phải bố mày hay anh không đâu mà cô giữ cho? Nè, tao mà là bố mẹ mày hay tao là thằng Ngọc, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày, đánh chết mày từ lâu rồi mày biết không? Hả? À, thằng Ngọc nó bệnh nặng lắm rồi con ơi. Con phải cứu nó như nó đã từng cứu con chứ. Phải gọi mấy đứa về cùng nhau chăm sóc nó, như thế mới xứng làm anh con ạ. Thôi đi, tôi không xứng làm anh của ai chứ, cô đừng nói nữa mà. Nga! 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 Cái thằng trời đánh, thằng vô ơn! Ê, cô đạp không? Thì ghét! Nhà này không chứa mấy cái đứa vô ơn, không biết đến anh đến em là gì ý. Biết cái gì mà biết. Thấy mà ghét. Ôi mà mẹ. Ê, mẹ, mẹ đi đâu rồi mẹ? Kệ tao đi, ngủ đi. Mẹ. Đi đâu? Kệ nó. Đến con chó lạc ngoài đường người ta còn bắt. Chứ cái thằng này ai thèm bắt. Mẹ cho con ở kế vài hôm nha. Nhà trọ của mẹ chật chội lắm, sao mà ở chung được chứ? Chật một chút cũng được mà. Nó là không được mà. Mẹ. Nè, cãi lộn với anh Ngọc hả? Thiệt tình à, có mấy đứa em thôi lâu cũng không xong nữa. Mẹ đặt lên mặt. Đúng đó mẹ, ảnh hả suốt ngày chỉ biết lo cho nhỏ Châu thôi à. Mẹ ơi, mẹ thương con, mẹ cho con ở ké đây đi nha. Không có được đâu, mẹ sống với chồng mẹ, ở chung sao mà được chứ. Trời đất ơi, ổng nín mẹ, mà mẹ không chịu bỏ ổng hả? Ủa, có chuyện gì xảy ra thì ai cứu mẹ? Mẹ, cái hạng người này nè, mẹ đừng có dây dưa vô, bỏ liền, bỏ gấp đi mẹ. Ôi, con biết gì mà nói chứ, hả? Lâu lâu ổng mới nóng tính vậy thôi. Thường ngày, thương mẹ lắm đó. Mẹ, con không tin chữa đâu, chắc chắn là ổng tệ lắm à mẹ. Bỏ thôi đi, đừng có chuyện của mẹ nữa. Mẹ vô nhà đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Trời ơi, đó là nhà chật chội rồi mà, muốn nói gì ở đây nói đi. Nhưng mà chuyện có liên quan tới anh hai. Vậy khỏi nói, nghe đến đó là hết muốn nghe rồi. Mà chuyện này quan trọng lắm mẹ à. Alo, Chục Chừng hả? Trưa nay cục cưng muốn ăn gì nè? Để em đi chợ nấu cho cục cưng ăn nha. Về đi, mẹ không phải đi chợ nữa. Nhưng mà con không có nhà để về. Mẹ đó, mẹ chỉ biết lo cho họ cho người ta thôi à. Còn con nè, một chén cơm mẹ cũng không cho ăn nữa. Con ăn cơm thì được gì chứ hả? Con có nuôi mẹ không? Có lo cho mẹ không? Cho mẹ tiền không hả? Hả? Có chăm sóc cho mẹ không? Con có cho tiền mẹ mà. Con nè, Du nè, anh Ngà nè, ai cũng muốn lo cho mẹ hết á. Nhưng mẹ không chịu sống chung thì biết làm sao bây giờ? Mẹ đó, suốt ngày chỉ biết là vô kiếm tiền nấu cơm cho ổng ăn. Còn con gái mẹ, muốn vô nhà mẹ cũng không cho vô nữa. Từ giờ trở đi con không kiếm mẹ nữa đâu. Được, nói là phải làm liền đó. Về đi, quanh ai nấy lo, đừng tới đây nữa. Về lẹ đi. Nhớ là đừng tới nữa đó. Người ta về già đó, có con cái chăm sóc lo lắng. Còn tôi nè, không được hưởng mấy phút đâu anh chị trời. Đi luôn đi, đừng đến nữa nha. Nhớ đó. Trời,
Bà X, bà đi đâu đấy? Đi thăm con trai tôi, mắc mớ đến bà. Thằng Ngọc nó chưa đủ khổ hay sao? Bà đã không giúp gì được thì thôi, lại còn đến để mõi tiền nó. Lúc nào mà lại chẳng khổ? Khổ cách mấy cũng phải biết đền đáp công tôi đẻ ra nó chứ. Với lại mỗi đứa 9 tháng 10 ngày, 9 lần 4... Bà thôi đi! Bà có biết là thằng Ngọc nó đang bị ung thư, nó sắp chết rồi không? Vậy mà bà còn kể công? Nè, nói tào lao gì vậy hả? Thằng Ngọc nhà bà nó bị ung thư gan, nó sắp chết rồi đó. Nó bị ung thư gan? Sao lạ vậy? Nó mới có nhiêu đó tuổi à? Đâu có rượu chè gì như chè già của nó đâu. Sao lại ung thư gan? Bà thử nghĩ xem, bà sống như thế nào để bây giờ thằng Ngọc nó mới có ngần ấy tuổi, nó đã bị ung thư. Không sao đâu, không sao. Bây giờ khoa học đã tiến bộ rồi, ung thư nào cũng sẽ chữa được hết á. Với lại con chồng cũng là bác sĩ mà. Bà thôi đi, thằng Ngọc nó là con của bà đấy, bà là mẹ nó, bà mang nặng đẻ đau ra nó đấy, bà có biết không? Thì tôi có nói là đó là con của bà đâu hả? Trời ơi, bà lại nhảy hoài à? Tránh ra, tôi đi thăm con tôi coi. Này, bà đi, buông ra coi. Từ từ, tôi bảo bà cho thằng Ngọc gan đi, chỉ cần một tí gan của bà thôi là thằng Ngọc nó sẽ khỏe lại. Thằng Ngọc cần gan hả? Gan bốn đứa kia đâu hả? Sao không cho? Gan tụi nó đó khỏe, trẻ, tốt hơn tôi mà. Mấy cái đứa con trời đánh của bà nó chạy mất tiêu rồi. Chắc chắn là nó giống cái tính bà cho nên mới khốn kiếp như thế chứ. Bà cho thằng Ngọc gan, gan của bà lớn lắm mà, chắc chắn thằng Ngọc nó sẽ khỏe mạnh. Nè, sao bà biết gan tôi lớn? Ủa bà bác sĩ hả? Trời ơi, tôi đâu có cần là bác sĩ, tôi cũng biết là gan của bà lớn cỡ nào. Bà là một người mẹ mà sẵn sàng bỏ 5 đứa con để chạy theo trai thì gan của bà phải lớn lắm chứ. Đi, bà phải đi, bà phải hiến gan cho nó. Đi, buộc tôi ra cùng hiến đi. Hôm nay bà đi sao vậy hả? Không có chăng sao gì hết, tôi nói cho bà biết nhá. Thằng Ngọc nhà bà, nó đã thay bà làm mẹ mấy chục năm nay. Bây giờ bà phải hiến gan để cứu nó, bà phải trả ơn cho nó. Đi, ăn nói lung tung gì vậy, buông tôi ra coi. Đi, buông ra. Này, buông ra, bà bị làm sao vậy? Buông tôi ra. Bà đã không cho nó gan thì bà phải cho nó tiền. Bà người ta, cứu tôi với. Có người bắt cóc tôi, buông tôi ra. Trời ơi, con mù điên. Con mày điên kia. Con mày điên kia. Con mẹ điên, phải cứu con chứ, con bà sắp chết rồi đó. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.